Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị nhé. Hôm qua, tối qua thì em Lợi về Hưng Yên đây, mua cái chiếc xe Nissan Navara 2017 về. Và chiếc xe bên em đang cho dọn vệ sinh đây. Xe số tự động một cầu, màu cam, Nissan Navara L, phiên bản L số tự động nhé. Vậy, xe rất là đẹp này, em quay tổng thể cho quý anh chị đây. Biển Hưng Yên 89C15322, xe em quay review tặng cho quý anh chị đây. Với phần đồng vỏ của chiếc xe khá là đẹp. Về phần máy móc thì đang cho dọn vệ sinh thôi. Bên em với cái chiếc xe mà chạy audio có 8 vạn được quý anh chị ạ. Đấy, xe sử dụng động cơ máy dầu 2.5 turbo. Xe từ la răng lốp láp còn khá là đều và đẹp đấy nhá. Đấy, em quay mộc cho quý anh chị. Hôm sau dọn xong thì em sẽ review lại cụ thể cho quý chị nhá. Đấy, toàn bộ xe thì đồng chí em đang cho dọn từ máy vệ sinh đây. Đấy, xịt như thế này đây quý chị nào. Đấy, về khung gầm của chiếc xe khá là đẹp, lốp cực kỳ dày đây quý chị nhá. Bác nào mà biết nhìn này, xe khung gầm Hưng Yên khá là ok, toàn bộ khung gầm này cực kỳ đẹp, lốp xe cu cái thứ này gầm. Đấy, em quay một số chi tiết cho quý chị xem với các cái da gà da cóc của chiếc xe nguyên đây, cảm biến lùi này, camera lùi này đầy đủ hết. Một cái chiếc xe mà giá đang chào bán một cái giá là 465 triệu thôi quý anh chị ạ, xe khá là đẹp, 465 triệu nhá. Đấy, toàn bộ xe lốp láp khá là đều, nội thất bên trong màu kem nhá, tất cả xe nội thất ghế ra màu kem. Đấy, bác nào mà liên hệ thì quan tâm chiếc Navara liên hệ với em Lợi nhé. Đây các cái phần keo chỉ này, bác nào biết xem keo chỉ này, zin hết toàn bộ và sơn zin lòng trong này, các cái phần bậc lên xuống trải sàn da đều rất là đẹp nhá, nguyên bản hết, nội thất ghế da. Đấy, sau hai hôm nữa thì em Lợi sẽ cho spa làm lại toàn bộ. Đấy, trần của chiếc xe là trần nỉ nhá. Đấy, đúng 8 giờ tối hôm qua là bên em đã hoàn thành thủ tục mua bán. Bác 5 giờ bác gọi điện, bác chủ gọi điện là cần bán cái chiếc 2017. Bên em đã xuống đến 8 giờ là thủ tục xong. Anh chị em nào có nhu cầu mua bán xe trên mọi miền Tổ quốc thì cứ alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Các bác có xe cứ thông tin liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Đấy, cột kèo này, ốc này, tem mác đầy đủ zin hết. Vô lăng của chiếc xe là vô lăng 3 chấu nhá, và toàn bộ vô lăng bóng khí là nguyên zin. Đây, cái vô lăng này rất là đẹp nhá quý anh chị ạ, củ số hộp số tự động này, màn hình này. Đây, màn hình của chiếc xe này nguyên bản hết toàn bộ, tất cả các cái phần nội thất ghế này kèm rất là đẹp. Hôm qua anh em đi về đói còn bánh kẹo ở trên xe này. Đấy, cuộc sống của những anh em buôn xe rất là vất vả đấy quý anh chị ạ. Đấy, vô bàn đạp của chiếc xe này, đấy, ốc tai ốc cột đều zin hết. Với cái tầm tiền mà khá là hợp lý tại thời điểm này, bán tải cực kỳ hợp lý nhá quý anh chị ạ. Bậc lên xuống của chiếc xe này còn rất là đẹp nhá, bậc lên xuống này. Đấy, lốp láp năm quả đều như nhau. Đấy, kính đèn thì đều zin theo xe. Xe được trang bị gương xin nhan trên gương này, gương gập điện này. Đấy, lốp của chiếc xe cực kỳ đẹp nhá, tất cả các khung gầm này, đấy, sắt xi này nguyên lý bản hết, quay mộc cho quý anh chị luôn. Đấy, bác nào mà cần quay chi tiết gì thì cứ alo em Lợi. Đấy, anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Các bác nhớ ấn nút chuông theo dõi để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo năm tháng nhé. Đây cái phần máy này, máy mộc luôn quý chị nhá, máy nguyên zin sáng đẹp, và toàn bộ ốc sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Rồi cái chiếc máy mà chỉ về dội nước lã thôi quý anh chị ạ. Toàn bộ các ốc tai này, ốc cabo này zin hết. Thời điểm này xe bán tải rất là hợp lý, kính đèn là nguyên bản nhá.
vừa mới về hôm qua. Hôm nay review tạm cho quý anh chị vài bức hình, bức ảnh, vài đoạn phim camera. Bác nào mà quan tâm thì khoảng 2 hôm nữa thì em sẽ review cụ thể chi tiết cho quý anh chị từng con ốc, từng khung gầm đến máy số cho quý anh chị nhé. Anh chị em nào có nhu cầu chốt đơn liên hệ với em Lợi nhé. Em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.